Kính chào quý vị và các bạn thân mến Đã lộ diện quân hại dân phản thủ tướng Việt Giàn bán gạo cho giặc Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa có công văn hỏa tốc cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Đề nghị mở tờ khai hải quan tiếp tục xuất khẩu gạo Dù rằng cuộc họp chiều ngày 23 tháng 3 năm 2020 Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc đã triệu tập hai bộ nông nghiệp và công thương để đi đến quyết sách ngừng xuất khẩu gạo trong tình hình thực tế hiện nay là hoàn toàn đúng đắn và hợp lý. Cứ sách này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã vô cùng hợp lòng dân khi mà nếu tiếp tục xuất khẩu gạo chẳng lâu nữa thì nạn đói có thể ập đến trên diện rộng và cả nước là điều khả năng có thể trông thấy ngay bây giờ. Hiện tại vựa gạo lớn nhất của Việt Nam đó là đồng bằng sông Cửu Long thì đang bị ngập mặn và nhiễm mặn trên diện lớn. Vì lượng nguồn sông Mekong đã ngăn nước, tình trạng thảm họa này chưa biết đến khi nào mới tái sinh, vừa gạo vừa có chữ lượng lớn nhất của nước ta, hoặc phải đợi mùa mưa đến sớm nhất phải vào cuối tháng 4 năm 2020 tới đây. Tính mốc thời gian này gieo xạ thành công thì phải đợi mùa mưa tới, sớm nhất là cuối tháng 4 và gieo xạ thành công thì phải đến đầu tháng 8 mới có thể thu hoạch lúa. Với bài toán và lời giải ngừng xuất khẩu gạo là kết quả gần đúng nhất mà không có một kết quả nào khác khả dĩ có thể thay thế được trong tình trạng hiện nay. Trong khi đó, phía Trung Cộng vẫn không có bất kỳ động thái nào tỏ thiện trí xả đập chú đồng bằng sông Cửu Long cho hạ lưu Mê Công. Đã vậy, Trung Quốc còn cho thương lái sang Việt Nam đầu cơ tích trữ gạo lúa. Điều này càng rõ lộ rõ dã tâm của bọn bất lương. Ấy vậy mà ông Trần Tuấn Anh đã nặng nặc gây sức ép lên Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc để xuất khẩu gạo là sao? Bất kỳ người dân nào lạc quan nhất vẫn buộc phải hoài nghi phải chăng đã đến lúc không cần mang mặt nạ nữa mà đã lộ nguyên hình là quân hại dân phản thủ tướng là Việt Gian bán gạo cho giặc. Tôi viết bài ngắn này mà lòng vô cùng xúc động xen lẫn với lo ngại cho thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Hãy bỏ qua những sái quấy trong quá khứ. Giờ là lúc đất nước đang trào đảo ngã nghiêng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra quyết sách vì dân. Chúng ra sao? Cho nên tôi tha thiết kêu gọi đồng bào hãy sát cánh cùng với thủ tướng Phúc để giữ vững cơ đồ Giang Sơn do cha ông để lại trước tà tâm của bọn Việt Gian đang dấp tầm hãm hại đồng bào ta. Cũng cần nhắc nhớ lại mới mấy đây cách đây mấy ngày không ai khác cũng chính là ông Trần Tuấn Anh đề nghị mở thêm hạn mức nhập cảnh cho người dân Trung Quốc vào Việt Nam ngay thời điểm đại dịch đang dần tịnh tiến đến đỉnh dịch. Điểm sơ qua những tình tiết chính để có thể những vấn đề quan trọng và cần thiết sống còn của dân tộc ngày hôm nay thì chúng ta cũng cần thấy rõ và kiến nghị tiếp tục xuất khẩu gạo lúc này là nướng dân đen trên ngọn lửa hung tan, dã tâm này là của bọn giặc và của bọn bán nước mà thôi. Sau 2 năm trầm lắng, thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Trung Cộng trong 2 tháng đầu năm 2020 tăng đột biến lên đến mức 595% về lượng và 724% về kim ngạch, đạt hơn 66.000 tấn tương đương với 37 triệu đô la. Điều này trái ngược với năm 2018 và 2019 khi kim ngạch xuất khẩu gạo sang Trung Quốc sụt giảm mạnh. Để biết được lý do vì sao lại có sự tăng đột biến này, cùng với NTDTV.vn điểm lại hành trình sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam trong giai đoạn 2018-2020. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan trong 2 tháng đầu năm 2020, sản xuất lượng gạo xuất khẩu đạt 929.000 tấn, kim ngạch hơn 430 triệu đô la tăng 30,5% lượng và tăng 38% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Điều này trái ngược với năm 2018 và 2019 khi kim ngạch xuất khẩu gạo sang Trung Quốc sụt giảm mạnh, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019 đã giảm tới 20%. Không chỉ có Trung Quốc, nhiều nước khác cũng đang có xu hướng tăng cường nhập khẩu gạo trong bối cảnh dịch virus Vũ Hán đang lan tràn, lan nhanh trên toàn cầu và hạn nạn hạn hán đang đe dọa nguồn cung ở một số nước xuất khẩu gạo quan trọng nhất là Thái Lan. Trong bối cảnh đó, lượng gạo nhập khẩu từ Việt Nam đối với các nước có chiều hướng tăng nhanh so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể như Philippines tăng 13% về lượng và 23% về kim ngạch Malaysia tăng 149% về lượng và tăng 128% về kim ngạch. Pháp tăng 554% về lượng và 723% về kim ngạch. Đài Loan tăng 215% về lượng và 258% về kim ngạch. Senegal tăng 172% về lượng và 198% về kim ngạch. Nga tăng 218% về lượng và tăng 156% về kim ngạch. Riêng Iraq nhập khẩu 90.000 tấn gạo tương đương với 48 triệu đô la, trong khi cùng kỳ năm ngoái Iraq đã không hề nhập khẩu gạo của Việt Nam. Vì sao Trung Quốc tăng cường nhập khẩu gạo Việt Nam trong lúc này? Có hai nguyên nhân chính đó là do dự báo sản lượng gạo của Trung Quốc giảm và do tập quán tiêu dùng gạo nội địa của đại lục. Thứ nhất, dự báo sản lượng gạo của Trung Quốc giảm. Theo các chuyên gia, Nguyên nhân khiến cho Trung Quốc tăng cường nhập khẩu gạo từ Việt Nam sau 2 năm trầm lắng là do năm 2020 dự báo sản lượng gạo của Trung Quốc giảm 1,8 triệu tấn xuống còn 146,7 triệu tấn. Theo Financial Times, một cuộc khảo sát của Đại học Qufu vào tháng trước dành cho các cán bộ thôn làng xã ở 1.636 quận ở Trung Quốc cho thấy 60% số người được hỏi cảm thấy bị bi quan hoặc bất hoặc rất bi quan về mùa trồng trọt năm nay ở các trang trại ở Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào lượng lao động nhập cư và giờ này thì chặt vật tìm đủ số nhân công sau những ảnh hưởng tác động của lệnh phong tỏa ông Wang He King, chủ một trang trại rộng 94 hecta ở phía nam tỉnh Quảng Đông cho biết 80% công nhân của mình đang bị mắc kẹt tại nhà ở tỉnh Quý Châu do những hạn chế đi lại ông nói Tình trạng thiếu lao động đã giáng đòn mạnh vào các trang trại trồng rau ở Quảng Đông. Chúng tôi phải kéo khéo xây sở với những gì mình có. Theo Financial Times, người nông dân cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu phân bón và hạt giống, đặc biệt là tỉnh Phố Bắc, nơi phân bón lớn nhất của cả nước và cũng là tâm dịch của virus Vũ Hán. Giám đốc điều hành của tập đoàn sản xuất nông nghiệp Bay Phong. Một đại gia phân phối phân bón cho biết, các tỉnh phía đông bắc của Trung Quốc nơi sản xuất phần lớn sản lượng ngũ cốc của cả nước đang phải đối mặt với sự thiếu hụt 1,3 triệu tấn phân lân, tương đương với 40% lượng tiêu thụ hàng năm do bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa. Ngoài việc phải đối phó với dịch viêm phổi Vũ Hán, Trung Quốc còn phải đối mặt với một thảm họa kép, cuộc khủng hoảng lương thực có thể xảy ra bởi nạn châu chấu sa mạc đang áp sát biên giới nước này. Trung Quốc đang lo lắng phải căng mình chống đỡ với đàn châu chấu khổng lồ có khả năng sẽ tràn qua biên giới sau khi chúng đã càn quét một loạt các nước châu Phi, Pakistan, Ấn Độ gây tổn thất lớn cho ngành nông nghiệp. Chuyên gia của Trung Quốc cảnh báo rằng có khả năng đàn châu chấu khổng lồ này sẽ xâm phạm Trung Quốc và và vào tháng 6 và tháng 7 năm nay, Bắc Kinh đã phải triệu tập một đội đặc nhiệm chuyên theo dõi kiểm soát nhằm ngăn chặn loài côn trùng phàm ăn này. Năm 2019, nền nông nghiệp của Trung Quốc đã phải trải qua một năm đầy khó khăn sau nạn sâu keo tấn công trên 1 triệu hecta đất nông nghiệp. Tiếp đó là dịch tả lợn châu Phi khiến cho hơn một nửa trong số 440 triệu con heo trên toàn quốc của Trung Quốc phải bị tiêu hủy. Đến năm 2020, nạn châu chấu có thể kéo nền kinh tế của Trung Quốc vào nguy cơ khủng hoảng sâu sau dịch bệnh của virus Vũ Hán. Châu chấu là loài gây hại lâu đời nhất và có tính tàn phá lớn với mùa màng, mùa đồng cỏ và thực vật. Theo Liên hợp quốc, số lượng châu chấu trên mỗi km vuông có thể lên tới 40 triệu con. Chúng có thể bay 150 km mỗi ngày và ăn hết số thực phẩm dành cho 35.000 người chỉ trong một ngày. Các nhà phân tích nói rằng sản lượng nông nghiệp giảm mạnh, đặc biệt là ngũ cốc có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát. Giá lương thực vốn đã đạt tới 21,9% vào tháng 2, mức cao nhất trong vòng 12 năm trở lại đây. Theo Financial Times nhận định thì điều này sẽ đặt ra một thách thức chính trị khác cho Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn đang phải đối mặt với cáo buộc che đậy sự bùng phát của dịch bệnh virus Vũ Hán. Một học giả của Bắc Kinh nhận xét người Trung Quốc có thể chỉ cầu nhau khi giá thịt lợn tăng gấp đôi nhưng họ sẽ nổi dậy chống Đảng Cộng sản Trung Quốc nếu giá gạo tăng vọt ở nước này. Vấn đề thứ hai đó là tập quán tiêu dùng gạo nội địa. Về tổng thể sản lượng gạo của Trung Quốc vẫn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ nội địa, báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA vào tháng 3 năm 2020 cho biết dự báo sản lượng gạo năm thị trường 2019-2020 từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020 của Trung Quốc là 146,7 triệu tấn trong khi đó thì nhu cầu nội địa khoảng 143 triệu tấn. Cũng theo USDA, tồn kho gạo năm thị trường của năm 2019 và năm 2020 của Trung Quốc vào khoảng 117,7 triệu tấn, chiếm tới 70% lượng gạo tồn kho của toàn cầu. Riêng năm ngoái Trung Quốc xuất 2,5 tấn gạo, tăng 40% và nhập 2,1 triệu tấn, giảm 25% so với năm 2018. Trong năm thị trường của 2019-2020, Trung Quốc có thể sẽ xuất khẩu 3,3 triệu tấn gạo và nhập khẩu khoảng 2,7 triệu tấn. Trung Quốc đang xuất khẩu hàng triệu tấn gạo mỗi năm và nhiều khả năng sẽ vươn lên thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ năm thế giới trong năm nay. Nhưng gạo xuất khẩu của Trung Quốc chủ yếu là gạo trắng hạt dài và hạt vừa được dự trữ theo chính sách tăng giá thu mùa tối thiểu của chính phủ Trung Quốc trong năm trong những mệnh những năm qua và chính phủ của Trung Quốc đã nhiều lần tổ chức đấu giá bán gạo dự trữ với giá thấp. Vì vậy, các công ty của Trung Quốc sau khi mua được gạo dự trữ đã đẩy mạnh xuất khẩu với giá rất rẻ sang các nước châu Phi. Tuy nhiên, theo chiều hướng ngược lại, Trung Quốc vẫn phải nhập khẩu hàng triệu tấn gạo mỗi năm bởi người dân nước này thích ăn gạo mới hơn là gạo tồn kho. Đó là lý do vì sao mỗi năm Trung Quốc cùng lúc xuất khẩu nhưng cũng phải nhập khẩu một số lượng rất lớn mặt hàng này. Hiện nay trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành, nhu cầu tích trữ lương thực của người dân trung cộng tăng lên. Hệ thống logistics, hệ thống chuỗi cung ứng bao gồm việc hoạch định, thực hiện, kiểm soát, việc chuyển vận chuyển và dự trữ hiệu quả hàng hóa dịch vụ cũng như những thông tin liên quan từ nơi xuất phát đến nơi tiêu thụ để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Nơi địa bị gián đoạn bởi lệnh phong tỏa, hạn chế đi lại nhiều nước xuất khẩu lớn đang gặp khó khăn về nguồn cung do hạn hán. Trung Quốc đã quay lại nhập khẩu gạo của Việt Nam nhiều hơn sau một năm 2019 rất trầm lắng. Sản lượng gạo nhập khẩu từ Việt Nam trong năm 2019 giảm tới 64,2% về lượng và 64,82% về giá trị so với năm 2018. Việt Nam có nên xuất khẩu gạo với số lượng lớn như hiện nay hay không? Trước con số tăng trưởng xuất khẩu khủng sang Trung Quốc như nêu trên, có ý kiến cho rằng Việt Nam nên hạn chế xuất khẩu gạo sang Trung Quốc nhằm bảo đảm an ninh lương thực cho quốc gia trong bối cảnh tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang gia tăng ở trong nước, đặc biệt khi nạn hạn mặn ở các tỉnh miền Tây đang gây ảnh hưởng đến sản lượng lúa cũng đã tạo nên tâm lý hoang mang cho người dân. Tuy nhiên khi so sánh dữ liệu thống kê về tình hình xuất khẩu gạo từ Việt Nam sang Trung Quốc sự rụt giảm sản lượng lúa năm 2016 năm thiệt hại nghiêm trọng nhất trong vòng 100 năm trở lại đây bởi nạn hạn mặn. Với kết quả của năm 2020 thì vấn đề đặt ra ở đây là liệu Việt Nam có nên hạn chế xuất khẩu gạo sang Trung Quốc hay không? Cụ thể báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy vụ đông xuân năm 2015-2016 đồng bằng sông cửu long nơi cung cấp 90% sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam thì có đến 400 105.000 hecta diện tích lúa bị thiệt hại do hạn mặn, nhưng tổng lượng gạo xuất khẩu riêng sang Trung Quốc vào năm 2016 vẫn lên đến 1,7 triệu tấn. Còn vụ đông xuân năm 2019-2020, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ có 39.000 hecta diện tích lúa bị thiệt hại do hạn mặn, chỉ bằng 9,6% diện tích thiệt hại của năm 2015-2016, tức thiệt hại của năm 2019 đến năm 2020 ít hơn 2 năm 2 năm 2015 2016 khoảng 366.000 hecta trong khi lượng gạo xuất sang Trung Quốc vào 2 tháng đầu năm 2020 chỉ đạt có 66.000 tấn nghĩa là khoảng 33.000 tấn trên tháng vẫn thấp hơn năm 2016 với mức trung bình xuất khẩu gạo hơn 141.000 tấn trên tháng, 1,7 triệu tấn trên một năm. Theo báo cáo gửi chính phủ về kế hoạch sản xuất lúa gạo năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 6 tháng đầu năm gồm có toàn bộ vụ lúa đông xuân của cả nước dự kiến đạt 20,1 triệu tấn, trong đó sản lượng lúa của các tỉnh phía Bắc là 6,9 triệu tấn, các tỉnh phía Nam là 13,2 triệu tấn. Riêng 6 tháng cuối năm dự kiến cả nước thu hoạch trong vụ hè thu, vụ mùa, vụ thu đông với toàn bộ toàn bộ sản lượng là 23,4 triệu tấn thóc trong đó các tỉnh phía bắc 6,2 triệu tấn và các tỉnh phía nam là 17,2 triệu tấn báo cáo cũng nêu rõ kế hoạch vụ thu đông năm 2020 toàn vùng đồng bằng sông cửu long sẽ duy trì diện tích canh tác 750.000 hecta tuy nhiên theo dự báo của tổ chức nông lương thế giới fao sản lượng, lượng lương thực của thế giới năm 2020 có thể giảm khoảng 2,7 triệu tấn trong khi nhu cầu tăng 3,7 triệu tấn qua số liệu so sánh như nêu trên rõ ràng là cơ hội Việt Nam có thể tăng xuất khẩu sang Trung Quốc là khá lớn. Tuy vậy với tình hình dịch bệnh có khả năng diễn biến leo thang sẽ dẫn đến tới những hệ lụy sau: hạn chế việc đi lại của người dân, tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp phân bón, thuốc trừ sâu trong nước, không thể nhập các mặt hàng này từ Trung Quốc do hạn chế về giao thương trong mùa dịch, thương lái ngừng mua nông sản Tất cả những điều này có thể đã khiến cho ngành nông nghiệp của Việt Nam rơi vào tình trạng cung không đủ cầu. Do đó, với diễn biến dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang khó lường như hiện nay, Việt Nam cũng nên cân nhắc kỹ về việc xuất khẩu gạo cũng như số lượng gạo được phép xuất khẩu bởi vấn đề an ninh lương thực là một yếu tố vô cùng quan trọng để bảo đảm cho an ninh quốc gia. Vì vậy hôm nay Tổng cục Hải quan đã gửi công điện hỏa tốc đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố và một số đơn vị trực thuộc yêu cầu tạm dừng thông quan các lô hàng xuất khẩu gạo từ 0 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2020. Đây được đánh giá là một quyết định đúng đắn của chính phủ để bảo đảm an ninh lương thực và chấn an người dân trong bối cảnh dịch bệnh dự kiến sẽ còn kéo dài với những diễn biến phức tạp khó lường như hiện nay. đảng của ông Nguyễn Phúc Trọng chống về đất Vũ Hán ưu việt và tốt đẹp như thế nào? Vùng tiền ngân sách hưởng thụ rước dịch về phát tán, mượn chống dịch để khoe khoang tự sướng, lên giọng ban bố ân đức cho người dân, gây thêm chia rẽ chất chồng. Ngay trong dịch bệnh vẫn điên cuồng lao vào vòng xoáy tranh quyền chia ghế. Sau một thân giai dài bợt bật bật tâm bỏ mặc đất nước ăn mình chống dịch báo hại trần dân trong nước, mạng xã hội băn khoăn bàn tán cụ còn hay đã mất báo chí quốc tế cũng thắc mắc nguyễn phú trọng ở đâu trong đại dịch cuối cùng thì ông tổng tịch cũng xuất hiện chủ trì hội nghị tiểu ban nhân sự đại hội đảng tiếp đó ngày 19 tháng 3 đã họp chỉ đạo phòng chống dịch virus vũ hán kịch bản kể công và ban ơn cung cách làm việc khủng khỉnh quan liêu của tổng tịch nguyễn phú trọng và bộ chính trị của đảng cộng sản việt nam làm cho người dân thất vọng chán ngán các nguyên thủ quốc gia, các chính phủ vật vã hàng ngày theo dõi và đưa ra các đối sách mới chống dịch. Mọi sinh hoạt, hội nghị bình thường đều tạm hoãn ngay cả những hội nghị ngoại giao quan trọng như cuộc gặp đối với Mỹ và ASEAN. Thì sau hơn 2 tháng phát dịch, Bộ Chính trị mới đủng đỉnh họp một buổi. Ngay trong buổi hôm nay, kịch bản chính là ngôn từ chỉ đạo của Tổng tịch như một màn trình diễn kịch cỡm lố bịch cũng giống như bao cuộc họp hỏi hội họp trước đó các ban bệ lần lượt báo cáo tình hình với những thông tin màu hồng những con số vò tròn rất đẹp tổng trọng phát biểu kết luận đưa ra những yêu cầu trùng chung, chung đó mới là khúc dạo đầu phần chính yếu tổng tịch chân cháo tự sướng khoe mẽ công lao tài năng ân sủng của đảng chỉ đạo kiểu ban ân bố đức những điều không có thật ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận hoàn ngành đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch thời gian qua, thể hiện tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ ta, công bằng, mà xét. Ông Vũ Đức Đam và Bộ Máy Chống Dịch của Việt Nam đã làm việc vất vả và hiệu quả. Tuy nhiên đó là phận sự của họ phải làm như bao nhiêu các viên chức của các nước khác cũng như là thậm chí còn làm tốt hơn ta. Quan chức đi đâu chơi giúp dịch về nhà Tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong chống dịch là gì? Phải chăng là trong lúc dầu sôi lửa bỏng nhân viên chống dịch ngủ la lết trên lề đường hè phố thì lãnh đạo tối cao ngồi phòng máy lạnh họp tiểu ban nhân sự bàn chuyện sắp ghế chia ghế cho nhau vào đại hội 13 vào đầu năm sau. Phải chăng đó là chuyện thanh trừng phe nhóm Cách chức cũ của Lê Thanh Hải đã về hưu 5 năm rồi, trong khi hậu quả mà ông Lê Thanh Hải gây ra cho hàng ngàn gia đình thủ thiêm vẫn còn nguyên đó, hàng vạn gia đình vẫn tiếp tục kéo dài cuộc sống nhếch nhác trong khu tạm cư. Lời hứa đối thoại với dân từ trước Tết lại mượn cớ dịch bệnh nên đình hoãn đến vô thời hạn điển hình và rõ nhất trong dịch bệnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã nhân danh đi nghiên cứu ở Ấn Độ chuẩn bị cho văn kiện Đại hội 13 kéo đoàn bầu đoàn quan chức 12 người chỉ làm việc ở Ấn Độ có một ngày nhưng sang Anh Quốc đến 3 ngày toàn ngồi máy bay hạng thường ra ăn ngủ khách sạn năm sao và kết quả là rước về một đống virus Vũ Hán ưu việt hơn nữa là đoàn quan chức này không thực hiện cách ly y tế theo quy định liên quan đến việc tiệc tùng linh đình đám lu bù và hà nội từ hà nội cho đến tận nghệ an riêng ngài phó chủ tịch hội đồng đã áp dụng lý luận mark lê quá kỹ nên khi trở thành con bệnh thứ 21 vẫn gian dối khai báo hành trình tiếp tục tiếp xúc và giả buộc nhân viên chống dịch phải mất thời gian điều tra xác minh hiệu quả là trên 500 người liên quan đến ông phó chủ tịch phải đưa vào diện theo dõi cách ly càng ưu việt hơn nữa là người vung tiền ngân hàng và ngân sách ra ăn chơi vi phạm chống dịch không bị sao cả nhưng đến hai công dân bị phạt hàng chục triệu đồng vì phát tán tin thất thiệt là ông lý luận có vợ bé và đi thăm vợ bé tính ưu việt của chế độ cộng sản còn cao hơn nữa khi đương kim ủy viên bộ chính trị nguyên phó thủ tướng tiến sĩ vương đình huệ lên tiếng bào biện cho việc đi từ độ sang anh là quá cảnh cộng đồng việt nam phải làm việc sơ đẳng nhất để trả lời ông tiến sĩ Vương Đình Huệ là chứng tỏ một đường bay kỳ quái từ Việt Nam đi Ấn Độ 6 tiếng mà từ Ấn Độ thì quá cảnh sang Anh 11 tiếng và từ Anh về Việt Nam mất 16 tiếng. Quá cảnh kiểu gì? Lẽ ra điều cần nói là nên duy nhất của tổng trọng trong phiên họp Bộ Chính trị về công tác phòng chống dịch là cách chức ủy viên Trung ương Đảng đối với Nguyễn Trí Dũng và Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Quang Thuấn và phải cúi đầu xin lỗi toàn đảng, toàn dân. Tổng tịch hoàn toàn không có đủ tư cách để dạy đời, khen chê, chỉ đạo. Từng ấy sự kiện liệu đã đủ chứng minh cho tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ ta của ngài tổng tịch là sự vô cảm, vô trách nhiệm và dối trá của hệ thống của những cán bộ chóc bu. Khi giới thiệu Bộ Chính trị chỉ đạo phòng chống dịch tiến sĩ Trần Hữu Dũng một trí thức thiên tả, chủ trương trang Việt Siêu đã bình luận có lẽ trong hoàn cảnh Bộ Chính trị nên im mồm nghe chữ chính trị là người dân phát hoạn. Hãy để cho các nhà khoa học và các bác sĩ và các nhà kinh tế phát biểu. Chống dịch cơ hội diễn, tuyên truyền dối trá. Có lẽ sống ở phương Tây quá lâu tiến sĩ Trần Hữu Dũng không hiểu được sự trân tráo thực dụng của Đảng Cộng sản Họ có thể làm mọi thứ, xem mọi thứ đều là cơ hội nếu có lợi cho mục đích của mình và bất chấp những giá trị phổ quát của nhân loại như sự trung thực, lòng tin. Sự thất tín khi mở chiến dịch tấn công vào thời điểm hưu chiến mậu Thần năm 1968 đến nay vẫn được ca ngợi là mưu trí. Sự lật lọng sau khi ký Hiệp định Paris lại lợi dụng Mỹ rút quân cắt viện trợ đưa quân cưỡng chiếm miền Nam được tự hào là nghệ thuật chấp thời cơ Đối với cơn đối với cơn đại dịch lần này, tấn thảm họa treo lơ lửng trên sinh mạng của dân tộc được ngài tổng tịch Nguyễn Phú Trọng xem là sàn diễn lớn để tuyên truyền quốc nội và quốc tế. Trong phát biểu của ông tổng tịch Nguyễn Phú Trọng lẫn trong văn bản chỉ đạo do Trần Quốc Vượng ký đều nhấn mạnh ý sau: tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế xã hội phù hợp với tình hình dịch bệnh có kế hoạch tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đặc biệt là ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của người dân. Thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, đối nội và đặc biệt là các hoạt động đối ngoại và ngoại giao ASEAN, thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác phòng chống dịch bệnh, thông tin kịp thời thường xuyên để các nước hiểu được chủ trương chính sách của ta trong quá trình phòng chống dịch bệnh dự đoán những diễn biến và hoạch định phương cách giải quyết vấn đề kinh tế xã hội gia đình một cách nghiêm túc. Người ta dùng thuật ngữ, phương án, tình huống. Kịch bản là từ dành riêng cho sân khấu điện ảnh vì nó thuần túy là tưởng tượng, là diễn chứ không phải là sự thật. Kịch bản đó có thể lừa được ai? Dư luận trong nước mặc dù rất tôn trọng thiện cảm và sự sông sáo quyết liệt của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Sài Gòn Nguyễn Thành Phong và nỗ lực ngày đêm của đội ngũ cán bộ tham gia phòng chống dịch. Nhưng người dân không thể nào tin vào con số tròn vo 16 ca nhiễm trước đây và những con số phát sinh chỉ từ nước ngoài trở về đã gây ra. Nước Thái Lan là một nước gần với Việt Nam không hề có đường biên giới chung với Trung Quốc. Hiện tại đã có gần 1.000 người, 1.000 ca nhiễm bệnh, 4 người đang bị mắc bệnh cực kỳ nặng và 4 người đã qua đời. Theo những thông tin mà chúng tôi nhận được từ ngày 24 tháng 3 tức là ngày hôm qua nhưng ở Việt Nam một đất nước sát biên giới mà mở cửa tự do không hề đóng biên giới với Trung Quốc mà chỉ có hơn 100 ca nhiễm như hiện nay và chưa hề có một ca tử vong đó là cực kỳ xạo láo của chế độ Cộng sản Việt Nam Hưởng ứng trong lúc hoa tấu đảng ta tài giỏi, đảng ta bao dung, báo chí lề phải đã tạo ra những màn kịch vừa kịch cỡm, nào là thông tin Việt Nam chế tạo thành công kit xét nghiệm virus thời gian ngắn nhất, nhiều nước phải đặt hàng mua, sau đó lại có tin Bộ Y tế đặt mua kit của Hàn Quốc. tệ hại nhất là vì muốn tận tụy đề cao lòng bao dung của đảng, nhà nước, báo chí lề phải một lần nữa phải quét sâu vết thương, đào sâu khoảng cách giữa người Việt trong nước và kiểu bào ta ở nước ngoài. Bấy lâu nay người ta quen gọi những người Việt định cư ở nước ngoài là Việt Kiều. Đa số những người này là người Việt di tản trước năm 1975 và thuyền nhân sau năm 1975, đoàn tụ gia đình hoặc HO. Hầu hết kiều bào này đều đã có quốc tịch ở nước sở tại, được hưởng chế độ săn sóc sức khỏe của quốc gia này. Không ai có thể có lý do hoặc mong muốn quay về Việt Nam để trốn dịch hay trị bệnh. Thực tế có khá đông du học sinh, người Việt xuất khẩu lao động, cô dâu và các ông bà ngoại Việt Kiều ở nước ngoài không có bảo hiểm y tế cần quay về Việt Nam. Họ là những người Việt Nam tạm thời sinh sống ở nước ngoài khi có dịch cần và bắt buộc phải quay về Việt Nam. Trách nhiệm của quốc gia là phải tiếp nhận và điều trị cho họ, không phải chuyện làm ơn, không làm là vô trách nhiệm là có tội với tổ quốc và mang nhục với cộng đồng quốc tế. Thế nhưng, báo chí lề đảng đã đóng mát Việt Kiều lên những người Việt ở nước ngoài và mở chiến dịch kể ơn bỉ bôi với làn sóng Việt Kiều về Việt Nam trị bệnh. Một lần nữa lại lợi ích dân tộc bị hiến tế cho sự vô liêm sỉ. Tình đoàn kết dân tộc bị hy sinh cho cái mặt nạ bao dung giả dối của đảng. Với dư luận quốc tế ngày 19 tháng 3, ngày Bộ Chính trị họp chỉ đạo ký giả David Hurt đã có bài Việt Nam dùng dịch 19 COVID-19 để tuyên truyền cho Việt Nam Được đăng trên ASEAN Times và phân tích khá công phu mục tiêu, thủ pháp và hiệu quả tuyên truyền của đảng. Trong bài có đoạn chính phủ cũng đã tận dụng các cảm giác của con người và thậm chí là hài hước sau khi bài viết rửa tay của Gen Covid, một video quảng cáo về sức khỏe cộng đồng hài hước đã lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội toàn cầu. Tuy nhiên một quan điểm cay độc hơn là thiếu nhà báo nước ngoài trong nước và có nghĩa là hầu hết các báo cáo đều đến từ các cơ quan nhà nước nơi tuân thủ một cách vô tình và vẹt đường lối của đảng nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng và ngay cả tuổi trẻ tự do hơn đã tập trung vào cách các nước phương Tây Dân Chủ đã phối hợp với cuộc khủng hoảng virus với sự khẳng định lộ liễu rằng quản lý của Việt Nam đã vượt trội nhờ sự can thiệp mạnh mẽ của nhà nước. Cái mà ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng và Đảng muốn nhét vào đầu người dân Việt Nam là nhờ ơn Đảng. Mặt trời luôn trói lòa trên đất nước dù là trong đại dịch Mục đích cuối cùng của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng không có một chút nào thật sự là chống dịch mà mượn dịch để kể công, để dân phải mang ơn và điều quan trọng là phải nhịn ăn nhịn mặc để nuôi đảng, phục vụ cho những lễ nghi họp hành xa xỉ của đảng dù ngay trong mùa dịch. Cái mục đích ấy thể hiện trong cách làm của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm kẹp giữa hai cuộc họp chủ trì tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng 13 ngày 18 tháng 3 và cuộc họp kỷ luật các quan chức nguyên bí thư thành hồ Lê Thanh Hải. Theo kịch bản của ông Tổng tịch, nó như một màn hài giải trí nằm giữa hai màn chính kịch. Để không phai lạt tính đảng, người dân không quên thờ phụng đảng ngay trong chỉ thị chống dịch ngay lúc dịch đang bùng phát trên toàn thế giới, Tổng tịch vẫn siết chặt vòng thòng lọng đại hội đảng vào công cuộc chống dịch. Cả phát biểu của ông Tổng tịch lẫn văn bản chỉ đạo chống dịch của Bộ Chính trị đều có ghi rõ nội dung này. Các cấp ủy tổ chức đảng thực hiện tốt chỉ thị số 35 CTTVK ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị và có nội dung chỉ đạo trong điện của Thường trực Ban Bí thư ngày 14 tháng 3 năm 2020 về tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở. Bỏ qua sự cháy khuấy khi lồng ghép hai công việc khác nhau với một cách chớ trêu, nhìn ngay vào nghĩa cạn trực tiếp, ai cũng có thể ngay thấy ngay ông Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đang chủ trương phá hoại công cuộc chống dịch của quốc gia. Trong khi cả nước, cả thế giới đang đưa biện pháp hàng đầu là không tụ tập đông người, trường học, nhà máy, siêu thị ngừng hoạt động, các tổ chức tôn giáo ngừng các nghi lễ đông người, thì đảng ta lại chỉ đạo tụ tập đông người. Lợi dụng dịch Covid-19 Trung Quốc âm thầm xây thêm cơ sở trên Biển Đông Giữa lúc thế giới đang bận rộn chống chọi với đại dịch virus Vũ Hán, Trung Quốc lặng lẽ xây dựng thêm hai trạm quân sự ở Trường Sa, nơi mà cả Philippines và Việt Nam đã tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Báo Philstar của Philippines hôm 23 tháng 3 nói rằng Trung Quốc đã lợi dụng thời cơ khi mà các nước đang phải tập trung dập dịch để xây dựng thêm các cơ sở mới trên biển Đông mà Manila gọi là biển Tây Philippines. Một bản tin của Tân Hoa Xã hôm thứ Sáu vừa rồi tường thuật rằng Trung tâm Nghiên cứu Tổng hợp Đảo và Đá thuộc Viện Hà Lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) đã khánh thành hai trạm nghiên cứu trên đá chữ thập và đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa nơi Việt Nam tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Nguồn tin này cho biết hai trạm nghiên cứu rong su, đá chữ thập đối với Việt Nam và Subi có trang bị phòng thí nghiệm về sinh thái học địa chất và môi trường sẽ hỗ trợ cho các nhà khoa học điều tra thực địa, lấy mẫu và nghiên cứu khoa học trên quần đảo Nam Sa. Tên Bắc Kinh đặt cho quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố thuộc chủ quyền của Việt Nam và Philippines gọi là quần đảo Kalayan thuộc lãnh hải của Philippines. Việt Nam cho rằng đá vành khăn đá chữ thập và đá subi là ba trong số 7 đá hay bãi cạn của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa đã bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp. Manila thì cho rằng biển Tây Philippines là một khu vực biển đông thuộc chủ quyền của Philippines, bao gồm vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và khu vực KIG. Theo trang mạng msn com dẫn lời nhà nghiên cứu Colin Kho của trường quan hệ quốc tế S Rajaratnam ở Philippines ở Singapore cho rằng việc Bắc Kinh khánh thành hai trạm nghiên cứu mới ở biển đông. Tại thời điểm này, giữa lúc các nước Đông Nam Á đang tập trung chống chọi với dịch đất Vũ Hán, không chú ý tới các cuộc tranh chấp chủ quyền trên biển là một diễn biến quan trọng cho thấy Trung Quốc sẽ không từ bỏ ý đồ và sẽ sử dụng mọi công dụng của nó và đang có trong tay từ ngoại giao, chính trị, kinh tế, quân sự nhằm mục đích củng cố vị thế của mình trên Biển Đông bất chấp mọi tình huống khác trên thế giới. Cập nhật đại dịch Covid-19 ngày 25 tháng 3, số người tử vong ở Tây Ban Nha tăng nhanh. Tính cho đến cuối ngày 24 tháng 3, Việt Nam hiện có tổng cộng 134 người nhiễm virus Vũ Hán, trong khi đó thì tình hình đại dịch ở Tây Ban Nha vẫn hết sức phức tạp. Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn điều chỉnh biện pháp cách ly và để người lao động đi làm trở lại nhằm giúp cho nền kinh tế đang gặp khó khăn. Mỹ cũng ghi nhận ca tử vong trẻ em đầu tiên ở nước này. Đức và Ý đều có số ca nhiễm tăng cao. New Zealand, Hàn Quốc, Mexico có thêm 200 ca virus Vũ Hán. Thái Lan 827 ca nhiễm virus Vũ Hán, 766 ca đang được điều trị, 4 bệnh nhân đang là một ca có 4 ca bệnh nhân nặng và có nguy cơ bị mất mạng và 4 người đã tử vong tính đến cuối ngày 24 tháng 3 năm 2020. Chính phủ Thái chất trích ngân sách phát cho công dân 500 đô la giúp cho dân vượt qua khó khăn trong lúc nhiều công xưởng phải đóng cửa khiến cho nhiều người mất công an Việt Nam. Chính phủ sẽ có thêm quy định phát tiền giúp cho dân nếu như sau tháng 6 mà tình hình dịch bệnh vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm hoặc là hết dịch. New Zealand ngày 25 tháng 3 thông báo có thêm 47 ca nhiễm virus Vũ Hán trong bối cảnh nước này sẽ phong tỏa toàn quốc lúc nửa đêm hôm nay và sau khi ghi nhận số ca nhiễm tăng liên tục trong ít nhất 10 ngày qua, theo Reuters. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KCDC tháng ngày 25 tháng 3 cho biết nước này có thêm 100 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm virus Vũ Hán lên 9.137 ca. Bộ Y tế Mexico thông báo nước này đã có tổng cộng 405 ca nhiễm COVID-19 trong ngày 24 tháng 3 so với tổng số 367 ca của ngày trước đó. Tổng số ca tử vong ở nước này hiện là 5 người. Tổng thống Mỹ có bài phát biểu ngược các khuyến cáo của y tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24 tháng 3 cho biết đang cân nhắc khả năng điều chỉnh biện pháp cách ly và giãn cách xã hội để cho người lao động Mỹ có thể trở lại làm việc và giúp cho nền kinh tế đang gặp khó khăn quay trở lại đúng hướng. Trả lời phỏng vấn của đài Fox News, ông Trung cho biết đã tìm cách lới nới lỏng các khuyến cáo của người lao động nên ở nhà và đóng cửa trường học khi cảnh báo rằng những biện pháp trên sẽ dẫn đến sự trì trệ của nền kinh tế Mỹ và phá hủy đất nước này. Ông Trung cũng khẳng định mong muốn của các doanh nghiệp Mỹ là sẽ mở cửa trở lại vào lễ phục sinh ngày 12 tháng 4. Tuyên bố của ông Trung đi ngược với khuyến cáo của các chuyên gia và các cơ quan tổ chức y tế cộng đồng bao gồm có các siết chặt hơn nữa các hạn chế về tiếp xúc nơi công cộng mà Mỹ đã thực hiện trong tuần qua để ngăn chặn sự lây lan của dịch virus Vũ Hán. Theo cập nhật trong trang web World Matters in info số ca nhiễm của Mỹ đã tăng thêm 9.279 ca và số ca tử vong cũng tăng thêm 132 ca nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 53.013 ca và số ca tử vong lên 685 ca hiện số ca nhiễm virus corona chủng mới ở Mỹ đứng chỉ đứng sau Trung Quốc và Ý đặc biệt Mỹ ngày 24 tháng 3 đã ghi nhận số ca tử vong trẻ em dưới 18 tuổi đầu tiên nạn nhân sống tại làn phía bắc của Los Angeles theo AFP. Nhân quyền địa phương cũng đã không cung cấp thông tin chi tiết về giới tính, tuổi hay liệu đứa trẻ này có mắc bệnh nền hay không. Hải quân Mỹ ngày 24 tháng 3 cho biết ba thủy thủ trên tàu sân bay Theodore uh, Roosevelt đang ở Thái Bình Dương đã cho kết quả dương tính với virus corona sars cov-2. Đây là các ca đầu tiên trên một con tàu quân sự đang làm nhiệm vụ trên biển của Mỹ. Chiếc tàu này cách đây không lâu vào đầu tháng đã cập cảng Đà Nẵng của Việt Nam để giao lưu hữu nghị về quân đội của giữa Việt Nam và Mỹ. Hãng tin Reuters cho biết tàu Tauro Roosevelt hiện có khoảng 5.000 người trên tàu. Singapore đã đóng cửa quán bar, dạp chiếu phim và tụ điểm giải trí đến cuối tháng 4. Singapore cho biết nước này sẽ đóng cửa tất cả các quán bar, dạp chiếu phim và các tụ điểm giải trí khác từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 trong bối cảnh đảo quốc này bước sang giai đoạn mới trong cuộc chiến COVID-19 với các ca bệnh nhập khẩu từ nước ngoài. Ngoài ra, tất cả cư dân của Singapore trở về từ Anh, Mỹ từ ngày 25 tháng 3 sẽ phải ở tại khách sạn được chỉ định làm nơi cách ly trong vòng 14 ngày. Những người trốn lệnh sẽ cách ly sẽ bị phạt 10.000 đô la hoặc phạt tù dưới 6 tháng hoặc chịu cả hai mức phạt này. The Times cho biết Singapore đưa ra các biện pháp này sau khi nhận ghi nhận thêm 49 ca virus Vũ Hán trong ngày 24 tháng 3, bao gồm có 32 ca nhập khẩu từ nước ngoài, nâng tổng số ca bệnh Covid-19 của nước này lên 558 ca. Nhiều bang ở Đức có kế hoạch nhận điều trị bệnh nhân virus Vũ Hán nặng của nước Ý. Truyền thông của Đức ngày 24 tháng 3 đưa tin chính quyền của bang Northern Westphalen và bang Bayern đang lên kế hoạch tiếp nhận điều trị bệnh virus Vũ Hán nặng tự ý. Theo đó, bang Northern và Westphalen dự kiến sẽ tiếp nhận điều trị cho 10 bệnh nhân nhiễm virus corona từ miền Bắc của nước Ý, mong muốn truyền tải thông điệp đến với người Ý rằng các bạn không đến độc bang Bayern cũng sẵn sàng tiếp nhận các bệnh nhân ý đến điều trị và các bệnh viện trong bang này cam kết sẽ hỗ trợ hết mình về vật tư y tế. Theo cập nhật của trang Worldmeters.info, hiện Đức có 32.986 ca nhiễm virus Vũ Hán và 157 ca tử vong. Ý ghi nhận có 743 ca tử vong trong 24 giờ qua, Cơ quan bảo vệ dân sự Ý ngày 4 tháng 3 cho biết nước này đã ghi nhận đến 743 ca tử vong trong 24 giờ qua. Số người chết cao thứ hai từng được ghi nhận kể từ khi dịch virus vũ hán bùng phát ở nước Ý và tăng mạnh so với 602 ca tử vong của ngày 23 tháng 3. Như vậy Ý hiện đã chứng kiến 6.820 người chết vì dịch bệnh này trong khi số người nhiễm virus toàn quốc là 69 người. Cơ quan bảo vệ dân sự Ý cho biết nước này chỉ làm xét nghiệm với những người đã có triệu chứng nên ước tính số người mắc virus Vũ Hán thật sự có thể gấp 10 lần con số hiện tại, theo Reuters. Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận thêm 343 ca nhiễm mới. Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24 tháng 3 cho biết nước này ghi nhận thêm 7 ca tử vong và 343 ca nhiễm mới nâng tổng số người chết vì COVID-19 lên 44 ca và 1.872 ca nhiễm trên toàn quốc. Bộ cho biết là đã tiến hành 3.952 xét nghiệm trong vòng 24 giờ qua và nâng tổng số ca xét nghiệm trên toàn quốc lên 28.000 ca. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.